Xin chào các bạn. Đây là cặp cốp của xe Đam 78 nha. Đây. Các bạn muốn gắn Đam, các bạn muốn gắn 78, các bạn gắn miễn sao xe các bạn cái ổ khóa nó nằm dưới cốp thì gắn nha. Này mình có nguyên một bộ đầy đủ luôn. Đây là bên lớn, còn đây là bên nhỏ. Bên nhỏ thì nó có hai cái gắn ổ khóa ở cốp thì lấy cái này, gắn ổ khóa trên bẩn thì lấy cái này. Ok, mình có một cái một cặp luôn, đẹp hết nha các bạn. Đây đẹp hết, không nứt bể nha. Đây phòng bự. Đấy, rất là đẹp. Đây là cặp cốp của xe Đam. Này 1 triệu 2 một cặp nha. Đây, riêng cặp này là 1 triệu 2 một cặp. Còn cặp khác thì giá bao nhiêu chưa biết. Riêng cặp này thì 1 triệu 2 nha. Cái này thì cái chân nó bị gãy cái này. Người ta hàn lại cái ống này. Còn lại cái mình của nó thì đẹp hết nha. Liền là không có bị nứt bị gì đó. Đây là một cặp cốp dành gắn cho xe Đam với 78. Các bạn có nhu cầu thì liên mua phụ tùng riêng xe cấp thì liên hệ với mình nha. Bên mình bán tất cả các linh kiện liên quan tới xe cấp. Các bạn có nhu cầu mua phụ tùng riêng cái gì thì liên hệ với mình nha.